Lốt ship đặt đồ ăn là free ship. Lốt ship là ứng dụng giao đồ ăn, đi chợ, giao hàng, cái gì cũng có. Không những đặt là giao ngay mà còn luôn luôn free ship. Ứng dụng của người Việt, giao diện thân thiện dễ dùng, đã có mặt tại 7 thành phố lớn tại Việt Nam. Tải ngay app Lốt ship tại App Store hoặc Google Play để đặt hàng ngay hôm nay. Link tải app ngay dưới mô tả video này. Chào mừng các bạn đến với bản tin kinh doanh của Độc Đáo TV. Trước khi đến với nội dung chính trong bản tin ngày hôm nay, đừng quên bấm đăng ký để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết. Tỷ phú Hoàng Kiều muốn nuôi 23 người con nuôi của Phi Nhung, thế nhưng nợ khủng tới 3 tỷ đô la Mỹ. Sau khi ca sĩ Phi Nhung qua đời, tỷ phú Hoàng Kiều viết trên trang Facebook cá nhân của mình rằng khẳng định sẽ đứng ra giúp đỡ, tiếp tục nuôi nấng 23 người con nuôi của Phi Nhung. Và nếu được sẽ đưa những đứa trẻ này qua nước Mỹ, ông mong các em có thể trở thành những doanh nhân tỷ phú. Lý giải về hành động nghĩa hiệp của mình, vị tỷ phú người Mỹ gốc Việt cho hay, quá khứ của ông cũng là trẻ mồ côi nên ông rất thấu hiểu về hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm cha mẹ của các em nhỏ. Tuy nhiên, ông Hoàng Kiều quả thật luôn với cách khiến cho công chúng đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi mà tiết lộ hiện ông không còn là tỷ phú nữa, thậm chí là ông còn đang rơi vào cảnh nợ nần với số tiền lên tới 3 tỷ đô. Ông Hoàng Kiều tiết lộ, bây giờ tôi nợ nần như chúa chổm, bị lọt khỏi danh sách 400 tỷ phú ở Mỹ, tôi rớt đai rồi. Từ một tỷ phú đứng thứ 148 với tài sản 3,8 tỷ đô, bây giờ nợ 3 tỷ đô và không còn là tỷ phú nữa. Năm 2016, dư luận từng dậy sóng về cuộc tình giữa ông Hoàng Kiều và người mẫu nội y Ngọc Trinh. Mối tình chóng vánh này sớm chấm dứt ngay sau đó và người ta lại đặt ra câu hỏi phải chăng cuộc tình chỉ nhằm mục đích quảng bá cho thương hiệu rượu vàng mà ông mới bắt đầu gây dựng. Nhu cầu iPhone 13 quá khủng, nhà cung ứng bỏ rơi Samsung để ưu tiên cho Apple. Các nhà cung ứng linh kiện Đài Loan đang ưu tiên đơn hàng của Apple hơn so với Samsung và các hãng điện thoại Trung Quốc khác. Theo báo cáo của DigiTimes, sự ưu ái của các nhà cung ứng đối với Apple là do nhu cầu khủng của iPhone 13, cụ thể hơn là tại Đài Loan và Trung Quốc. Thì phần iPhone được cho là đã vượt qua Huawei ở các khu vực này. Do lệnh cấm vận của nước Mỹ 2 năm, tình hình kinh doanh smartphone của Huawei thì không quá khả quan. Một nguyên nhân khác khiến cho nhu cầu iPhone 13 cao tới như vậy đó là doanh số thất vọng của đối thủ. Samsung đạt được thành tích không như mong đợi, trong khi các hãng điện thoại Trung Quốc như Oppo, Xiaomi, Vivo đã trữ đủ linh kiện, đồng nghĩa với việc họ cần mua ít hơn từ phía nhà cung ứng. Theo nhà phân tích Cathie Huberty của ngân hàng Morgan Stanley, lượng đơn đặt hàng chiếc iPhone 13 cho thấy được nhu cầu rất mạnh mẽ. Thời gian giao hàng tương đối lâu là dấu hiệu chỉ ra được lượng mua cao hơn dự báo. Các báo cáo trước đó nhấn mạnh rằng Apple mong đợi iPhone 13 bán ra tốt hơn iPhone 12 năm 2020 khi mà hãng này gia tăng sản lượng 20%, tương đương 15 triệu máy. Video có cảnh hàng trăm người ùa vào một trung tâm mua sắm tại Trung Quốc để mua chiếc điện thoại iPhone 13 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nó quay lại cảnh nhiều người khao khát là một trong những người đầu tiên được cầm trên tay sở hữu chiếc iPhone mới nhất. Và cửa hàng thì buộc phải tạm dừng bán hàng ngay trong ngày mở bán iPhone 13. Thành công của iPhone 13 là điều không quá bất ngờ. Hai mẫu iPhone 13 và iPhone 13 mini đều được tăng dung lượng tối thiểu từ 64GB lên 128GB, thế nhưng giá thì giữ nguyên so với iPhone 12 và iPhone 12 mini. Điều đó đã giúp cho iPhone 13 trở thành một món hời hơn bao giờ hết. Và cải tiến về mặt camera, pin, hiệu suất cũng là những điểm đáng ăn tiền trên dòng iPhone mới. VinFast hợp tác với tổ chức xe hơi hàng đầu châu Âu Autobest thúc đẩy xu hướng ô tô điện. Ngày 1 tháng 10 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast và tổ chức đánh giá xe hơi lâu đời nhất của châu Âu Autobest chính thức công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược. Hai bên cam kết đồng hành thúc đẩy xu hướng chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong sang ô tô điện thân thiện với môi trường tại thị trường châu Âu. Autobest là tổ chức đại diện cho tiếng nói của người dùng châu Âu trong lĩnh vực ô tô, có khả năng hỗ trợ cho VinFast tìm hiểu về nhu cầu, hành vi khách hàng tại thị trường sở tại. Với hợp tác chiến lược cùng với VinFast, Autobest sẽ có thêm một đối tác chung tay thực hiện sứ mệnh chuyển đổi từ xe sử dụng động cơ đốt trong truyền thống sang xe điện, đóng góp vào xu hướng di chuyển sử dụng năng lượng sạch bền vững tại châu Âu. Còn về phía VinFast, thỏa thuận hợp tác với Autobest là minh chứng cho thấy rằng châu Âu là một trong những thị trường quan trọng chiến lược tiến ra toàn cầu của hãng, đồng thời khẳng định các dòng ô tô điện VinFast có khả năng đáp ứng tốt nhất các tiêu chuẩn tại thị trường ô tô được coi là khó tính nhất thế giới, châu Âu. Việc hợp tác với Autobest cũng mang đến cho VinFast cơ hội được tham gia các sự kiện, chương trình hoạt động của tổ chức này, qua đó thúc đẩy nhanh chóng sự hiện diện của VinFast tại châu Âu. Ông Dan Verdi, chủ tịch của Autobest, cho biết,
Chúng tôi vô cùng kinh ngạc với sự phát triển của VinFast kể từ khi ra mắt tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Trong lần trở lại châu Âu này, VinFast đã cho thấy được tầm nhìn chiến lược rất sắc nét với sứ mệnh phổ biến các mẫu ô tô điện thông minh tại một trong những thị trường tiên tiến nhất trên thế giới. Chúng tôi đánh giá cao cách tiếp cận của VinFast khi mà họ tập trung phát triển các mẫu ô tô điện thông minh và kỳ vọng rằng VinFast sẽ tiến nhanh, tiến xa hơn nữa tại thị trường châu Âu trong thời gian sớm nhất. Còn bà Trần Thị Hồng Bích, Tổng Giám đốc VinFast châu Âu cũng khẳng định, với chiến lược phát triển thương hiệu ô tô điện thông minh toàn cầu, VinFast luôn lựa chọn hợp tác, kết nối với các tổ chức tên tuổi tầm cỡ hàng đầu thế giới. Việc ký kết với tổ chức Autobest là một bước khởi đầu trong chiến lược hợp tác quốc tế, kết nối trí tuệ toàn cầu của VinFast. Chúng tôi cam kết sẽ cung cấp các sản phẩm ô tô điện thông minh với thiết kế thời thượng, đẳng cấp, phù hợp với xu hướng phát triển của thị trường châu Âu và thế giới. Hợp tác chiến lược với Autobest và tham gia vào những dự án phát triển bền vững khẳng định được chiến lược nhất quán, bài bản của VinFast trong việc kết nối với các tổ chức uy tín bậc nhất trên thế giới để cùng chung tay phát triển thị trường hướng tới mục tiêu xây dựng một thế giới xanh, thông minh và bền vững. Có thể bạn chưa biết một vài thông tin về Autobest. Autobest là tổ chức đánh giá ô tô hàng đầu châu Âu có thành viên tại hơn 32 quốc gia. Được thành lập từ năm 2000, Autobest đã liên tục tạo ra những trào lưu mới và những sự chuyển mình mạnh mẽ trong ngành, được đánh giá là tổ chức đại diện cho quan điểm của người dân châu Âu trong lĩnh vực ô tô, có ảnh hưởng đến 91% lượng khách hàng tìm hiểu xe tại châu Âu. Trong những năm trở lại đây, Autobest cũng là một trong những tổ chức tiên phong trong việc thúc đẩy tương lai của ngành công nghiệp xe điện, định vị và dẫn đầu xu hướng phát triển bền vững cho ngành ô tô. Ngoài ra thì Autobest cũng là đơn vị đã trao tặng cho VinFast danh hiệu A Star Is Born, ngôi sao mới. Danh hiệu này dành cho các thương hiệu mới thành lập nhưng lại có thành tích nổi trội và ấn tượng trong ngành ô tô nói chung. Và VinFast là đơn vị đầu tiên nhận được danh hiệu này từ phía Autobest. Với việc Autobest được xem là tổ chức đại diện cho tiếng nói của người dùng châu Âu trong lĩnh vực ô tô, thông qua hợp tác với Autobest thì VinFast có thể sẽ có được hỗ trợ trong công tác tìm hiểu người tiêu dùng, nhất là về hành vi, nhu cầu của người tiêu dùng khi người tiêu dùng tại mỗi quốc gia, mỗi khu vực sẽ có các yêu cầu và mong muốn khác nhau. Bên cạnh đó thì chính Autobest cũng đang nỗ lực khuyến khích và vận động các nhà sản xuất xe chuyển đổi sang sử dụng xe điện thay cho xe sử dụng động cơ đốt trong, ô nhiễm và tốn kém. Khi tiến hành hợp tác chiến lược cùng với VinFast, Autobest sẽ có thêm đối tác để cùng thúc đẩy xu hướng sử dụng xe điện cũng như là sử dụng năng lượng sạch tại khu vực châu Âu, góp phần vào công cuộc phát triển bền vững. Bên cạnh thị trường Mỹ và Canada, tại thị trường Bắc Mỹ, cũng theo thông báo của bà Thái Thị Thanh Hải, VinFast sẽ gia nhập vào các thị trường là Đức, Pháp và Hà Lan tại khu vực châu Âu. Tuy nhiên thì trong lần tiếp xúc với báo chí châu Âu, VinFast đã tiết lộ bước thứ hai trong tiến trình gia nhập vào châu Âu. Theo đó, VinFast hướng tới các thị trường là Ý, Scandinavia, tên gọi chung của một khu vực ở Bắc Âu được cho là bao gồm các quốc gia là Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan, Thụy Sĩ và Áo cho kế hoạch tiếp theo khi tới châu Âu vào khoảng năm 2023. Thông tin này được ông Emil Hendriksen, phó chủ tịch phụ trách mảng B2B bán hàng giữa các doanh nghiệp của VinFast, đưa ra trong sự kiện tại studio thiết kế Pininfarina ở Turin, Ý. Cái khó ló cái khôn, đi xếp hàng mua hộ iPhone, về nhà lập luôn công ty xếp lốt, ông Dung kiếm 2.000 đô la Mỹ trên tuần. Công ty xếp hàng thuê sau này làm ăn vô cùng phát đạt. Năm 2012, Robert Samuel bị sa thải khỏi AT&T. Nhân lúc rảnh rỗi và lại cần kiếm tiền, cũng là dịp iPhone 5 ra mắt, anh đã lên trang giao vặt Craigslist và đặt quảng cáo về mình sẽ xếp hàng thuê với giá 100 đô la Mỹ. Thế nhưng khi gần đến lượt mình, khách hàng báo lại là không mua nữa, thế nhưng người này vẫn trả đủ số tiền 100 đô la Mỹ cho Robert. Đáng nhẽ ra anh đã có thể về luôn, nhưng Robert đã nhanh trí bán lại chỗ xếp hàng của mình cho một người khách khác. Chờ đợi sau 19 tiếng đồng hồ xếp hàng cho tới 8 giờ sáng ngày hôm sau, số tiền mà anh thu được là 325 đô la Mỹ cho công việc bán chỗ của mình. Không những thế, anh thậm chí còn nảy ra ý tưởng mời thêm bạn bè đứng xếp hàng và bán lại chỗ, cũng như sẽ bán sữa cho những người đang mệt mỏi vì phải chờ đợi. Và tổng số tiền của họ thu được trong ngày hôm ấy là tới 14.000 đô theo Elite Daily. Nhận thấy công việc này đơn giản mà lại kiếm được nhiều tiền, Robert Samuel đã quyết định thành lập La Same Online Deals (SOLG) vào tháng 12/2012. Bạn bè của anh vô cùng ủng hộ đứa con tinh thần này của Robert và thậm chí trở thành nhân viên của anh luôn. Tới năm 2017, số lượng nhân viên của Salt gồm khoảng từ 20 đến 30 người, hầu hết đều là nam giới. Doanh thu mỗi tuần của công ty này tính tại thời điểm đó lên tới 2.000 đô la Mỹ.
chỉ trong 2 giờ đầu tiên, nhân viên sẽ được trả $45 và cứ thế, thêm mỗi nửa giờ đồng hồ nữa, con số này sẽ là cộng thêm $10. Trong trường hợp thời tiết xấu, khách hàng sẽ phải trả thêm tiền. Robert cho biết một trong những người bạn của anh thậm chí đã cá kiếm được tới những $800 khi chỉ xếp hàng 43 giờ đồng hồ trong cuộc sơ tuyển của show truyền hình Shark Tank tại Denver. Mỗi khi có khách hàng, Robert đều nhắn lại cho tất cả các nhân viên xem ai có thể nhận được việc, và theo nhận xét của CEO công ty này, tất cả các nhân viên đều làm tốt trách nhiệm của mình. Các tệp khách hàng của công ty chỉ là những nhân viên công sở bình thường, không kịp về sớm để xếp hàng xem phim công chiếu, hay là những người không thể chịu đựng được 7 tiếng đồng hồ trong thời tiết lạnh giá để mua chiếc máy Xbox mới. Trong cơn sốt bánh ngọt Cronut diễn ra vào năm 2013 tại Mỹ, mỗi lần xếp hàng và nhận chuyển bánh tới tận nhà của khách có giá $60. Tổng cộng doanh thu cho một dịp béo bở như thế này là $240 mỗi tuần. Những khi không được thuê xếp hàng thì Robert cũng ra ngoài để đưa danh thiếp hoặc là nhỏ nhẹ hỏi họ nếu như có mệt, anh có thể xếp hàng thuê. Theo CEO Stout, quảng cáo tích cực chính là cách phát triển tốt nhất của một công ty nhỏ. Thậm chí Robert còn dùng phấn viết tên công ty của mình lên các vỉa hè ở New York, gần những nơi trưng bày hàng mẫu, các cửa hàng bánh của Cronut, Apple Store hay là lối vào tàu điện ngầm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nóng kinh doanh ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký và bấm chuông thông báo để đón xem thêm những bản tin kinh doanh khác. Xin chào và hẹn gặp lại. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.